quý và nhóm thực hiện giờ thánh ca Dân Chúa Đại Con xin được trở lại với buổi nói chuyện với nhạc sĩ Chu Tiến. Thưa anh Tiến, thì phải nói là tụi em rất là cảm ơn anh đã đến đây để chia sẻ với em cũng như là khán thính giả trong cái lĩnh vực về sáng tác cũng như là lĩnh vực về điều khiển các ca đoàn. Thì những cái chia sẻ của anh thật thức là quý báu cho cá nhân của em, cũng giống như là tất cả những các bạn trẻ mà đang bước vào trong cái lĩnh vực sáng tác, cho dù sáng tác về thánh ca hoặc là sáng tác về tình ca, hoặc là các bạn trẻ mà sau này cũng tiếp nối những cái bước đường đi của các anh trước đây là trong lĩnh vực mà điều khiển ca đoàn. Thì trước khi mà bắt đầu cái câu chuyện tiếp tục á, thì nhân cái dịp là cái tháng 10 là cái tháng mừng kính mẹ mân côi, thì như là đã nói trước đây thì tụi em cũng đã xin đó là xin cho phải xin thêm đó, thì không biết là anh có một cái bài hát nào về về Đức Mẹ anh có thể anh hát và đền cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Có một bài là cái tựa là Cảm Mến Tri Ân. Cảm Mến Tri Ân. Thì ngày trước thì cũng có quen với cái nhóm như là nhạc đoàn Bảo Tịnh vậy đó. À vâng, thì có một anh trong đó như là ông nhạc sĩ Hải Ánh gì đó. Hải Ánh, dạ vâng. Thì ông mới làm một cái tập gọi là Hương Kinh La Vang. Hương Kinh. Thì ông mới nói là anh viết cho tôi một bài. À. Thì có viết một bài thì họ cũng có in trong cái tập gọi là Hương Kinh La Vang á. Dạ. Nhạc đoàn Bảo Tịnh ở trên LA, trên Los Angeles. Khoảng năm nào vậy thưa anh? Cũng lâu rồi ạ. Cái năm đó tôi bài này cũng lâu. Lâu. À, tức vâng. Là cái lúc đó là tôi nhớ là kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang. La Vang. Đó, à. Đó rồi, thành ra là nhớ năm thì không có chính xác lắm nhưng mà tôi nhớ, tôi nghĩ là lâu rồi. Dạ vâng, thì bây giờ em đã biết được cái bài hát rồi, thì giờ em sẽ giới thiệu là xin mời quý vị cùng thưởng thức bản thánh ca Cảm Mến Tri Ân, sáng tác của nhạc sĩ Chu Tiến và do chính tác giả trình bày sau đây. Mẹ Maria, mẹ lá vàng nhiệm màu. Mẹ Maria, hằng cứu giúp thế nhân khổ đau. Một ngày xưa trong chốn rừng sâu, khi cha ông chúng con nguyện cầu, mẹ hiện ra nâng đỡ uy an qua tháng năm đầy khó nguy vô vàn. Ngày xưa ấy nơi rừng La Vang mẹ đã hiện ra. Ngày xưa ấy nghe lời kêu van mẹ giúp ngàn dân. Và ngày nay con khấn xin mẹ ban xuống muôn hồng phúc cho nhân trần. Mẹ Maria nguồn xuôi ơn tràn hoàn. Mẹ Maria là sức sống giữa muôn khổ đau. Đường trần gian cay đắng lầm than, xin ơn thiêng đỡ nâng ủi an. Đừng để con xa chút ác thân, luôn vững tin cậy mến trong ơn lành. Ngày xưa ấy nơi rừng La Vang mẹ đã hiện ra. Ngày xưa ấy nghe lời kêu van mẹ giúp ngàn dân. Và ngày nay con khấn xin mẹ ban xuống muôn hồng phúc cho nhân trần. Cảm mến mẹ La Vang Tri Ân. Mẹ La tôi vừa... xin lỗi nó hơi vấp là cũng bị sửa đó, cũng bị sửa chữ xong rồi tôi đem lúc đó tôi đem tôi nhớ ra hai cái chữ
nên là đừng để con xa vút ác thần, thì mấy cha với kiểm duyệt thì sửa lại như là đừng để con xa trước ác thần. Thì ra là lúc đó cái tôi đang vừa hai chữ nó nhảy lên là vút với chữ trước, thì ra nó hơi bấp xíu. Dạ vâng, vâng. Vâng, thì thực sự ra đó ông quý báu đó, bởi vì anh em cũng không có chuẩn bị trước. Yeah. Mà đây cũng bất chợt thôi. Thì tụi em xin thì em chẳng có bao giờ tụi em nghĩ trước là hôm nay xin anh bao nhiêu bản hết. Và tự nhiên thì cũng với cảm hứng thì xin anh đàn cho tụi em nghe. Thì đó là một cái điều quý báu. Thì quý vị cũng vừa có thưởng thức bản nhạc là Thánh Ca, đó là Cảm Mến Tri Ân, do nhạc sĩ Chu Tiến sáng tác. Bây giờ cho em trở lại một chút xíu. Tất cả những cái bản sáng tác của anh, tạm gọi là đã được duyệt cũng như là được imprimatur. Yeah. Thì theo anh, theo cái cảm nghĩ của anh, em hỏi cái đề tài này nó hơi tế nhị một chút xíu hả, thì mình không có cũng đã để tìm hiểu thôi. Yeah. Bởi vì như anh biết là khán thính giả của chương trình của tụi em thì cũng rất là nhiều bạn trẻ và những người cũng rất là đang sinh hoạt trong các lĩnh vực của ca đoàn, hoặc cũng có thể là cũng đang muốn tham gia, và đặc biệt là các bạn trẻ trong lĩnh vực sáng tác. Thì anh thấy cái quá trình mà để được kiểm duyệt một cái bài hát như vậy nó có khó khăn không? Có mình có nên làm không? Hay như thế nào? Thì em cũng chỉ là hỏi với tính cách mà tò mò thôi. Thì anh thấy sao? Thì nói chung ra đó, thì tôi ủng hộ cái việc là khi mà mình dùng ở trong bụng vụ thì nên có những cái đấng bậc gì đó để họ có một cái trình độ, một cái kiến thức về chuyên môn về đạo giáo. Thì chứ còn nếu mà cứ làm đại thì có nhiều khi có những bài rất hay, có những bài chưa kiểm duyệt nhưng mà nghe rất hay, xong rồi người ta thích, người ta dùng nhiều, thì trong đó có thể là có những cái ý nghĩa gì đó nó bị sai lạc đi, thì về sau này nó đem nó ảnh hưởng tới người khác. Đó, tôi thì cá nhân tôi thì tôi ủng hộ cái việc mà mình nên qua một cái những cái đấng bậc trong giáo hội để mà xét duyệt những cái chuyện đó. Thì nó có cái tôi cũng tình cờ thôi, rồi tôi cũng viết là để đó vậy thôi, rồi hát nhiều khi mình buồn buồn rồi mình hát lấy đó. Thì mấy cha cũng nói thôi cứ gửi lên đi. Thì cái xét duyệt đó thì theo tôi biết sơ qua thôi, thì là như là nó có, nó gọi là nó từng cái bước một, cấp 1, cấp 2, cấp 3 vậy ha. Thì tức là qua cái phần mà gọi là Nicking of Start đó, là tức là để duyệt xem nó có bị trở ngại gì về cái tín lý hay là những cái giáo lý gì đó ha. Thì có cái bước ví dụ người ta coi là cái bài đó nó có một cái mức độ về nghệ thuật, hay là nó có chuẩn không hả? Dạ vâng. Hay là nó có một cái đại khái, là nó có một cái khuôn phép nào đó về lĩnh vực âm nhạc. Dạ. Xong rồi sau đó đó là mới qua một cái bậc nữa, rồi mới coi lại xem là cái bài đó về cái từ ngữ, cái chữ nghĩa nó như thế nào, dùng cách nào hay gì đó, xem là đại khái là phải coi cho được không? Là văn nó không có xuôi, hay là không có được suôn sẻ, hay là những cái ý tưởng nó có ăn khớp không ha. Xong rồi hình như là tới một cái bước nữa là cái bước 3 đó, cấp 3 đó là duyệt về xem về những cha họ có những cái bằng cấp về thần học, hoặc là về những cái người họ cao ha, thì họ coi lại một lần nữa về vấn đề mà giáo lý, về vấn đề tín lý đó. Thì khi mà qua được ba cái cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó thì mới được một cha, là cha đó là như hiện tại như ở ngoài hải ngoại theo tôi biết là như là Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy quyền cho cha Văn Chi á. Cha Văn Chi có quyền được để mà duyệt xét nó, tức là được phép của Hội đồng Giám mục để mà có một cái được ủy quyền làm cái công việc đó. Mà sau đó thì vẫn đưa cho một đức cha gì đó để mà đóng cái mộc mà imprimatur đó, tức là phê chuẩn là được phép dùng, được sử dụng trong phục vụ, là nói chung là trong nhà thờ, trong phục vụ đó. Thì có một đức cha, thế là trong đó thường có hai dấu là nếu mà các bạn nào mà muốn biết nhạc hoặc là mình về thánh ca đó, thì mình có thể là mình cái cảm xúc thì mỗi người nó khác nhau, rồi cái dòng nhạc có thể là nó hay hoặc là nó như thế nào không biết, nhưng mà không có nghĩa là cái bài được duyệt rồi đó là bài hay. Là bài hay,
có nhiều bài tôi thấy ở ngoài họ hát rất là hay, những bài thánh ca gì đó hát rất hay, có nhiều người nghe rất là thích. Nhưng mà chưa chắc là có thể được dùng trong phục vụ, thành ra là cái đó, hai cái đó nó khác nhau. Cái đó là nhưng mà mình cũng để ý là khi những cái bài đó mình viết, nó mặc dầu đó là bản thánh ca, nhưng mà khi mà chưa được duyệt, cũng chưa được imprimatur đó, thì mình cũng nên rõ ràng mình viết là được sử dụng ngoài phục vụ. Còn nếu mà người ta có nhiều bài hay, ví dụ người ta có thể họ thâu CD hoặc là DVD hoặc là họ đưa lên post lên trên YouTube hoặc là trên mạng, trên internet gì đó ha. Thì cái đó là cái quyền cá nhân của mình hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà muốn sử dụng trong phục vụ thì phải đi qua cái giai vấn đề đó. Phê chuẩn đó. Là vậy thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ mình thích nhiều khi cái DVD hay CD nó rất hay thì sao, mình đâu biết được. Bây giờ cho em trở lại một chút xíu là cũng liên quan một chút xíu về vấn đề cái imprimatur. Là một người sáng tác nhạc, anh có một cái bản nhạc sáng tác và thánh ca. Bản nhạc đó đã được kiểm duyệt, đã được cho phép sử dụng trong trong phục vụ. Anh có cảm nghĩ như thế nào khi một người ca trưởng hoặc là một ca đoàn nào đó tự ý đổi một cái lời nào trong cái bản nhạc của anh, hoặc là đổi một cái nốt nào của anh, thì đối với anh nó theo anh nghĩ như thế nào? Tôi thì nếu mà cá nhân tôi thì tánh tôi nó hơi phóng khoáng, tự do, tức là hơi thoáng đó. Tức là nếu mà người ta hát đó, người ta thấy nó dễ hơn, hoặc là những cái dấu sắc huyền hỏi hát nặng, người ta phát âm nó rõ hơn, họ có thể họ lấy thêm hoặc là gì đó. Thì cá nhân thì tôi thấy là thoải mái, tức là anh có cái sáng tạo riêng, sáng tác riêng của anh có những cái cảm xúc riêng của anh, thì tôi không có bị cái đó. Nhưng mà mình nói chung á, thì những cái mà về sửa lời hoặc là sửa nhạc của người ta thì không nên tôn trọng người tác giả. Thì khi mà họ viết ra thì họ cũng đã biết được là cái lời đã phải đặt ngay chỗ đó. Đúng rồi, cái họ cũng có một cái đánh đo hoặc là suy nghĩ chứ không phải là chứ không phải là viết đại suy nghĩ thì nhưng mà không nên làm. Theo tôi nghĩ nói chung thì không nên làm, nhưng mà có những cái trường hợp riêng, là chẳng hạn như là ví dụ bây giờ mình hát trong nhà thờ thì lúc đó nó giống như là mình hát live rồi, tức là mình không có thâu lại hoặc là này kia nữa, hay là vô CD hay là vô DVD gì đó. Thì cái lúc đó có thể là tùy theo cái ca trưởng hoặc là tùy theo cái khả năng của ca viên. Dù có những cái nốt nó cao quá, cái xong rồi cái lên, cái xong rồi than quá, than ai cũng than nó cao quá. Thì lúc đó cái người ca trưởng họ có thể họ cho cái nốt nó thấp xuống một chút, hay là những nốt trầm quá họ có thể là xuống nổi nữa, phải không? Xuống nổi thì họ có thể là họ ví dụ như là họ lên một chút, nó vẫn ăn cái dòng nhạc nhưng mà nó phù hợp với lại cái thực tế đó. Nhưng mà nếu mà mình làm một cách mà giống như là chính thức, ví dụ như là để mà thâu lại đàng hoàng thì nên tôn trọng cái bản quyền. Hoặc là mình không nên mà tự ý là mình viết lại rồi mình sửa lại bên đó làm cái bản chính thức rồi, mình không nên. Nhưng cái hoàn cảnh lúc đó thì cảm ơn anh là một cái người phóng khoáng cũng như là một cái người rộng lượng để mà có thể mà hiểu được cho những người mà như tụi em đang sinh hoạt. Thì đôi khi như anh thấy cũng đúng, là đôi khi nhiều khi cái nốt đó nó hít cái nốt cao quá. Đúng rồi, sau này họ nhiều khi thì đối với một cái mình phải họ theo sửa lại cái, nó vẫn đúng hợp âm. Vẫn đúng nhưng mà có thể tôi thấy là nó uyển chuyển, nhưng mà nếu mà mình làm thành một cái khung mà để mà không được. Như là thâu lại cho nó thành gì em hỏi trước nha, và để sau này mà ví dụ như mà có hát bài của anh mà tụi em mà có đổi ôi chút thì thôi tôi nghĩ là mỗi người họ có một cái cách diễn tả, có thể là cái nốt đó nó là nốt đen hay là nốt móc đơn hay là móc kép. Có những người mình hát đó, rồi có những người họ đem họ đổi đi chút xíu hoặc là họ hát cho nó cho nó lơi nhịp ra chút xíu thì mình nó diễn tả hơn thì cái đó là cái cách riêng của cái người ca sĩ hoặc là của những người họ sử dụng. Thì tôi nghĩ là đối với tôi thì tôi thoáng như vậy. Thì thoáng cái đó có thể cái nốt đó họ mình viết đó, người ta hát nó lơi ra thì hay là họ hơi gọi là fantasy theo cái cảm xúc của lúc đó thì tôi thấy là cũng không. Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con với nhạc sĩ Chu Tiến. Thì bây giờ chắc em phải xin anh cho tụi em thêm một bài nữa. Nãy giờ anh hát cho tụi em cũng một số bài, có một bài tình ca nữa.
một bài về Đức Mẹ. Có một lúc nào đó anh cảm thấy là mình như là một đứa con hoang đàn không? Muốn trở về, hoặc là với một cái tâm tình thống hối nào đó? Hay là anh chưa bao giờ có cái cảm xúc đó? Tôi thì không phải là như là, nhưng mà tôi thấy mình là con hoang thiệt chứ. Nhưng mà chắc chắn là phải có một bài hát về đứa con hoang đàn. Thì tôi cái lúc đó thì mấy cha mới nói là thôi, cũng thấy mình viết nhạc đời xong rồi hát, nhiều khi ngồi chung nhóm hay là ngồi chơi và hát. Thì mấy cha cũng có khuyến khích nói thôi viết thử nhạc đạo coi thâu. Thì có viết là cái bài trở về, để cái bài này thì trước là có cha Thục, cha Tài có thâu ở bên đài phát thanh Radio Veritas là trên Lý A Châu đó. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức bản thánh ca Trở Về, sáng tác của nhạc sĩ Chu Tiến do chính tác giả trình bày sau đây. Bài này là bài Trở Về. Rồi, tôi cũng hát theo trí nhớ thôi. Đó là nhiều khi nó có một hai chỗ nó không có đúng lắm ha. Nhưng mà thiếu vắng tình cha, trở về sau bước hoang bao ngày qua phiêu bạt, trở về lòng héo hon, thân xác cũng hao mòn, nguyện cầu người xót thương theo lượng đức khôn lường. Lạy cha khoan nhân tha thứ, đâu nỡ chấp tội con chi, dù con bao phen xa ngã theo bã mê say phù hoa. Lạy cha bao dung nhân ái, soi sáng con trên đường dài, cho con luôn biết ăn năn trở về với cha từ nhân. Trở về con hư đốn, phung phí hết của cha, đường trần gian mỏi mê, cho lòng con ê chề. Trở về lạy Chúa con thống hối tội rồi, nguyện cầu người thứ tha theo lượng đức hai hàng. Lạy cha khoan nhân tha thứ, đâu nỡ chấp tội con chi, dù con bao phen xa ngã theo bã mê say phù hoa. Lạy cha bao dung nhân ái, soi sáng con trên đường dài, cho con luôn biết ăn năn trở về với cha từ nhân. Trở về. Quý vị vừa thưởng thức bản thánh ca Trở Về do chính tác giả trình bày. Trước đây thì anh có hát cái bài kỷ niệm xưa. Kỷ niệm xưa thì làm cho mình nhớ đến cái kỷ niệm ngày xưa. Yeah. Bây giờ anh hát cái bài Trở Về thì tự nhiên là thấy mình lại có cái tâm hồn lại thống hối muốn trở về. Thì phải nói là cái nhạc của anh đó, thì đây không phải là đánh bóng anh Tiến, nhưng mà cái melody, cái nhạc của anh nó dễ đi vào cái tâm hồn người nghe. Rồi vậy cảm ơn anh. Nó dễ tâm hồn nghe, rất là dễ nghe. Từ lời cho đến cái melody nó rất là dễ, mà khi mà mình nghe vào đó mình có thể mình đặt
Thực sự ra thì em chẳng có gì trở về, em không có tội lỗi gì hết. Vậy hả? Nhưng mà khi mà nghe xong thì lại cảm thấy mình tội lỗi. Thánh sống hả? Dạ không nói thánh sống, nhưng mà chắc cũng không tội, không có bao nhiêu. Nhưng mà khi nghe xong thì mình không, đúng thấy là tội lỗi quá. Như vậy thì phải nói đây là một cái, anh có thể là cái sáng tác của anh cũng như cái cách trình bày của anh đã chuyển được đến cho cái người nghe. Và chắc chắn là khán giả đang theo dõi chương trình cũng có một cái cảm nghiệm giống như em như vậy. Khi mà trước đây anh có chia sẻ là trong cái thời gian mà anh học nhạc ở trong nhà dòng đó, cái gì nhà dòng, cái nhà dòng Taru không ạ? Taru là trong gọi là bộ lạc Taru. Bộ lạc Taru là Tura. Là dân thuộc bộ lạc Taru. Trước đây thì anh cũng có học nhạc ở trong các chuông viện, về sướng âm, về cách điều khiển. Nó là cái sở trường của anh là đánh đàn guitar, và sau này thì anh có tự học nhiều về môn classic. Thì giữa classic với lại đánh guitar đệm thường thì thấy nó khác nhau nhiều. Mỗi cái nó có cái hay riêng của nó. Mỗi cái tức là gọi là Việt Nam mình hay dùng cái chữ nhạc mô đẹp, tức là đệm để cho anh hát, thì nhưng mà cũng phải tập dần dữ lắm đó. Với lại cái tai mình nó là phải rất là nhạy bén để mà theo người ta. Còn cái nhạc classic á, thì cái kỹ thuật nó phức tạp hơn, là nó khó hơn, nhưng mà nó khuôn khổ hơn, nó giống như mình có bài bản. Thì hai cái nó, mỗi cái thực ra nó có cái khó riêng. Còn những người họ đệm, họ chơi nhạc sống, chơi band gì đó ha, là họ rất là nhạy bén. Tôi thấy vậy. Còn khi mà mình đánh nhạc classic nhiều thì nhiều khi mình ra mình lại đệm không bằng cái người họ chuyên đệm, thì họ rất là nhạy bén, họ theo rất là nhanh. Còn như mình vậy, tại mình cứ theo cái khuôn khổ, nhưng mà nếu mà nói về kỹ thuật thì lại nhạc classic thì nó lại khó hơn nhiều. Nhưng mà anh nói là ngày xưa anh tự học như vậy, là anh tự học như thế nào? Bởi vì ngày xưa thì chắc là không có cái phương tiện truyền thông như bây giờ, như là YouTube, thì chắc là anh cũng phải có một người nào để anh học chứ không? Không, thì tôi nhờ cái là có một cái nền tảng về nhạc lý rồi đó. Thì tôi nhớ là tôi có mua một cái cuốn về guitar classic, là như là của chương trình mà quốc gia âm nhạc trước đó, là như là của Caroli hay gì vậy. Tôi nhớ mang máng là cái người đó là họ soạn những cái bài để mà cho vào chương trình trong trường âm nhạc đó. Thì tôi mới mua cái cuốn về tôi tập. Thì lúc đó thì cũng kiên trì lắm. Tức là mình muốn nhớ hết tất cả cái nốt đó. Mình nhiều khi mình mỗi ngày mình tập được có 2-3 dòng, rồi xong rồi mình đánh cho nó nhớ lại được đó, thuộc được đó, rồi lại mới tập tiếp lại cũng được có 2-3 dòng. Nhiều khi nó 2-3 trang rồi đó, xong rồi là nhiều khi nó cũng mất thời gian lắm. Cái nhạc classic ấy, nó mất thời gian hơn, với lại nó khó nhớ hơn nữa, tại vì nó vừa có nốt bass, rồi có vừa có phần solo, rồi cái phần đệm là họ viết chung vào với nhau. Thành ra là phải vừa biết cái coordinating của đó, rồi cái xong rồi cái mình bỏ giấy ra cái mình quên rồi. Thành ra là mình không dám tập nhiều, chỉ tập vài dòng thôi, để xong mình đánh đi đánh lại cho nó nhớ, xong bắt đầu mới tập tiếp được. Thế có hay đi trình diễn hoặc là đi chơi nhạc ở những phòng trà hay là những trong cái thời gian trẻ? Trong thời gian trẻ thì đa số là cũng chỉ giúp cho những cái địa phương thường thôi. Địa phương tức là trong vùng. Thì cái thời xưa là đâu có máy móc, đâu có karaoke như bây giờ đâu. Thì giống như là có cái đèn thùng là cũng là quý lắm trong cái vùng đó, phải không? Thì đệm nó thì cũng giúp vui cho những trong địa phương, hoặc là hội đoàn, hoặc là chỗ này chỗ kia, hoặc là đám cưới, rồi đám giỗ gì đó. Thì cái lúc trẻ đó thì giống như là ngồi chơi khuya lắm, ngồi chơi rồi mấy người lớn tuổi họ về trước, rồi cái lớp trẻ là ngồi tới khuya đúng đờn hát này, thì cũng vui đó, mặc dù là nó căng bạt căng lều đốt đèn băng sông thôi, nhưng mà tôi nhớ lại nó cũng là một cái vui đó. Cái kỷ niệm nói ở địa phương, có nghĩa là cái thời gian anh ở Đà Lạt. Tôi ở Đà Lạt, rồi về sau này thì ba tôi làm việc ở dưới Hậu Giang đó, tỉnh Hậu Giang, về cái vùng Cần Thơ Sóc Trăng đó. Thì tôi về dưới đó tôi ở cũng khá lâu. Rồi sau này nữa thì lại về Sài Gòn, ở chỗ trường Đua Phú Thọ, về khúc cư xá Lê Đại Hành Phú Thọ. Thì giống như là không có ở một cái nơi nào nhiều hết, cứ vài năm. Bên kia vì có hàng ngày, mà nhất là sau cái biến cố năm 1975. Đúng rồi, năm 1975. Phải đi đây đi đó, nhiều khi vì cái
cái công việc làm. Đúng rồi, hay là cái hoàn cảnh hay là kia nó đưa đẩy mình. Là tính tới đến lui là bây giờ là ở Mỹ là nhiều nhất. Bây giờ khi nói về khi mà nói về nhạc classic mà không xin anh cho một bản chơi nhạc classic thì cũng hơi thiếu sót đó. Thì bây giờ chắc anh cho tụi em nghe một bản, anh tự giới thiệu bài cái bài gì luôn đi. Về nhạc classic thì em thật sự em không được làm sao lắm. Đúng rồi, nó có vẻ đúng là nó chuyên môn, nó chuyên. Dạ. Thì tôi để tôi nhớ, tại vì như vậy bây giờ đánh cũng được nhưng mà nó sẽ, tôi nghĩ là nó vấp, tại vì cái nhạc classic á, là phải tập dượt, gọi là ban đôn võ luyện á. Thì anh cứ đánh tới khúc nào mà anh không đánh được thì anh đưa qua cho em đánh tiếp. Vậy hả? Đó thì nó là mình cũng không có thời gian, sau này cũng ít có dượt đó. Còn cái lúc mình đang là chơi thì mình đánh mỗi ngày thì nó khác lắm, nó nhanh lắm hoặc là nó nhạy hoặc là nó ít có bị vấp váp. Còn bây giờ thì cũng như mình đánh, mình làm một cái giống như là một cái khung chung rồi thôi nha. Chứ còn nó không có, nhiều khi nó cũng không có được không được vừa ý lắm. Bài này là như là bài Fast Larian. Thì những cái bài này mà những cái tay chơi guitar classic á, thì Việt Nam mình hầu hết người nào cũng có, thế nào cũng biết bài này. Ví dụ như là Romance hay là Fast Larian, mấy cái bài đó thì những cái tay chơi nhạc là thường thường nghe những cái bài này ở Việt Nam nó cũng phổ thông, cũng đại khái. Thế mà tôi đánh nó không có được vừa ý nha, tự mình thấy không vừa ý rồi ra là nếu mà nó vấp váp thì thông cảm. Như là anh hơi khó khăn cho anh quá, anh lại động lực cho người khác mà anh lại khó khăn cho chính anh. Không, em mình nói là để mà mong một cái sự thông cảm, nếu mà nó có cả chật cả ruột nó nói rồi sao mà đánh gì mà tệ quá vậy. Thì thưa anh Tiến, thì phải nói là tụi em rất là cảm ơn anh đã đến đây để chia sẻ với em cũng như là khán thính giả trong cái lĩnh vực về sáng tác cũng như là lĩnh vực về điều khiển các ca đoàn. Thì những cái chia sẻ của anh thật là quý báu. Quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện của Giờ Thánh Ca Trên Chúa Đời Con với nhạc sĩ Chu Tiến. Chúng tôi xin phép được cái chương trình và em mời anh Tiến gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh. Tôi xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình và xin có một lời chúc đến quý vị bình an và sức khỏe và an vui trong cuộc sống. Đình Quý và nhóm thực hiện Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đại Con xin thân ái được chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chúng tôi xin phép được nghe chương trình và xin được trở lại với quý vị trong chương trình kế tiếp.